đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tam mô bất đi bồ viết tá sa sát thu nô lô ca nó mình tá sa vi na ca rô cô sáp pa nhu bút tháp pa ti phù ti sân nhá tô quần đà ma hành tăng na ra phù. Trên này giác cần pháp bảo với như anh vàng như lai soi sáng vạt màng vô minh phá tan lầm lạc dùng sinh để nhân Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đang cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô với số thô số các tác sát sao quốc cô sức khà số ca mô quốc các thầm mắt sức khá cô niên đà với sân xà đi á nà đá rô quá rô quần đà mắt hành tăng đá ra phù. Cái này gia cần tăng bảo thêm văn Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thế pháp phàm nhân ai bị. Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ta ta na te ya te che na se kha me e tu wa tha nan ta sa vi a nu pa we na sa ha sa ye na se cha tu. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc hành quả cao. Nam mô Bụt Thà Giá. Còn tán dương ân đức tam bảo đã xong, bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 226. Câu đầu tiên Sada cha gara ma na năng. Sada cha gara ma na năng. Sa đà cha ga ra ma na năng. Câu này chúng ta thấy có hai từ ha. Sa đà là một, cha ga ra ma na năng là hai. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Chữ sa đà có nghĩa là thường xuyên, luôn luôn, thường xuyên, luôn luôn. Rồi từ thứ hai, đây là một cụm từ, cha ga ra ma na năng, cha ga ra ma na năng, do hai từ nó đi chung với nhau. Chữ cha gà ra và chữ ma na năng. Chữ cha gà ra nó là do một cái động từ gọi là cha gà ra tí. Cha gà ra tí, động từ này có nghĩa là tỉnh thức, tỉnh thức, ý thức, nhận thức hoặc là giác ngộ, tức là giật mình đó. Mà giật mình ở trong cái tỉnh chứ không phải giật mình cái là mê man, thì cái động từ của nó là tỉnh thức. Rồi cái từ thứ hai ma na năng. Ma na năng do cái từ ma na, ma na. Chữ ma ná này có nghĩa là nó cũng giống như cái chữ tâm này. Ma ná là tâm, bụng dạ ý. Chữ ma ná ở đây, chữ ma ná này nó được chia theo đối cách ha, tức là đô thị giao phát tia có quá trình ná. Chữ ma ná nó biến thành ma na năng. Không phải là đổi cách, đó là sở hữu cách. Sở hữu cách số nhiều, tức là chá thi vừa phát ti và hữu quá trình á. Trên ma ná nó biến thành ma na năng. A năng đây là hình thức số nhiều của
Cách kia thứ sáu Chát thí Vì pháp tí bảo vũ quá trình hạ. Vậy thì hai từ này nó đi chung với nhau. Chà gà rạ mà nà năng, trong một cái dạng hiện tại phân từ ha, năm tính à, thì có ý nghĩa là của những ai có sự tự mình tỉnh thức. À, cái nhóm từ này, nhóm từ này có ý nghĩa của những ai có sự tự mình tỉnh thức. Các bạn tí mà nên nâng mình á. Rồi là bây giờ chúng ta thấy cái câu đầu tiên này ha. Sada cha các bạn mà nâng, đối với những người luôn luôn tỉnh giác. Đối với những người luôn luôn tỉnh giác à, đó là ý nghĩa của câu đầu tiên ha. Sada cha ga rama na nang. Rồi bây giờ chúng ta đến câu số 2. Câu số 2 một nhóm từ đi chung với nhau ha, thấy tối mặt luôn, tối mặt luôn. Aho ratta nusik thi năng. Aho ratta nusik khi năng a hồ rất ta nu xích khi năng một cụm từ này chúng ta phải cắt nó ra, chia sẻ nó ra, chứ còn không thì để một cụm từ này đi chung nhau nhìn thấy rối đổi hình ha. A hồ rất ta nu xích khi năng. Ở đây chúng ta thấy có ba từ đi chung với nhau ha. Chữ a hồ là một nè ha. Chữ rắp tá là hai ha. Anu xích khỉ năng là ba ha. Bây giờ hiểu chữ a hồ như thế nào, bởi vì nó là một danh từ trung tính. Rất ít cái trường hợp mà chúng ta thấy ô karan tá. Ở đây ô karan ta na phum saka linh ga, một cái trường hợp rất đặc biệt trong những cái tiếp vị ngữ này. Thì chữ a hồ ở đây nó là một danh từ trung tính, và ý nghĩa của a hồ có nghĩa là ban ngày. Chữ a hồ là ban ngày. Rồi chữ ratta nó cũng là một danh từ trung tính. Akaranta nó cùng sakalinga. Aho ratta hay đi chung với nhau, bởi vì có ban ngày thì phải có ban đêm. Ratta là ban đêm. Và tiếp theo là cái từ thứ ba anusik khi năng. Anusik khi năng, chữ anusikhi năng do cái từ anusikhi. Anusikhi bởi vì đây là một danh tính từ có nghĩa là người có học, người có học. Bởi vì cái căn ngữ của anusikhi tức là căn ngữ sikh sikh thác có nghĩa là học tập. Vậy thì ba từ này nó đi chung với nhau. Anusikhi ở đây nó được chia theo cũng sở hữu các số nhiều, tức là chati vipatti phổ hữu quá trình hạ. Cho nên anusikhi nó biến thành anusikhi năng. Anusikhi năng. Vậy thì ahoratta anusikhi năng đã có sự tu tập ngày đêm, có sự tu tập ngày đêm, tức là ngày đêm luôn luôn tu tập. Như vậy thì chúng ta đến câu số 3 ha.
Niết bàn năng, đây là mục tiêu, đây là cái chỗ cuối cùng của người tu tập, tức là tìm đến nơi an lạc, tìm đến nơi tịch tịnh, an lạc tịch tịnh đó, tức là niết bàn năng paramang sukhang, đó là một cái nơi hạnh phúc tối thượng. Mục đích của chúng ta trong sự tu tập chính là niết bàn năng. Niết bàn năng có nghĩa là niết bàn ha. Không có tìm nói đến nơi thực tịnh mà nói là niết bàn. Niết bàn á, người mà chưa đạt đến niết bàn thì thường thường họ đến lập phòng nhiều hơn, mau hơn. Còn khi mà đạt đến cái chỗ này á, là gánh nặng đã đặt xuống ha. Gánh nặng đã đặt xuống, không còn vương vấn cái gì ở thế gian nữa. Chúng ta còn bị anh sáu tâm làm khó dễ, nhưng mà những người bị mà đạt đến nếp ba năng phá rập bằng sụ thần thì an toàn tuyệt đối, không còn bị chi phối bởi mắt chú cha là năng, tức là không còn bị tứ thần chi phối nữa. Rồi Atimutta năng, Atimutta năng chúng ta thấy tiếp đầu ngữ athi ở phía trước, tiếp đầu ngữ athi ở phía trước ha, rồi chữ mutta năng do căn ngữ mút, đây là một cái dạng và là quá khứ phân từ nam tính, nhưng mà nó cũng nằm ở trong sở hữu các số nhiều chati vipatti bahuvachana, cho nên athi mutta năng ở đây có nghĩa là của những ai đã được hướng tâm, của những ai đã được hướng tâm Atimutta năng, của những ai đã được hướng tâm, rồi hướng tâm gì? Hướng tâm đến Niết Bàn. Tức là cái câu thứ ba này, Niết Bàn năng, Atimutta năng, tức là đã hướng tâm đến Niết Bàn. Đó là mục tiêu của sự tu tập, là đã hướng tâm đến Niết Bàn. Do cái từ trong mười pháp ba la mật có Atithana, tức là sự hướng, sự quyết định, sự nhất tâm, sự hướng tâm. Đó cũng là một trong những pháp ba la mật đặt mục tiêu để chúng ta đạt đến. Và câu cuối cùng, Atthang gacchanti asawa, Atthang gacchanti asawa, Atthang gacchanti asawa, chữ Atthang do từ Attha, do cái từ Attha, và chữ Attha này được chia theo đối cách, được chia theo đối cách, cho nên nó có ý nghĩa là đến, có ý nghĩa là đến cái mục đích ha, đến sự thành đạt ha, đến cái lợi ích. Chỉ Attha, ý nghĩa của Attha có nghĩa là mục đích, thành đạt hay là lợi ích. Rồi chưa, chữ Atthang Attha. Rồi từ thứ hai, đến mục đích, đến sự thành đạt. Rồi rồi Gacchanti, đây là động từ số nhiều của động từ đi, Gacchanti. Gacchanti là đi, và căn ngữ của nó, Gacchanti này, gắt chân tí này, căn ngữ của nó là chữ gầm.
Rồi chữ Asawa do cái từ Asawa. Asawa là một danh từ nam tính Atlanta phồn linh ra, và chữ Asawa này được chia theo chủ cách số nhiều Bathama Bahuvachana Vipatti, cho nên Asawa biến thành Asawa. Asawa là các lậu hoặc, các ô nhiễm. Asawa là những lậu hoặc, các ô nhiễm này ám chỉ về phiền não á. Và cái câu cuối cùng cho chúng ta ý nghĩa át thân gắt thành tí à sâu hòa gắt thân gắt tí à sâu hòa, các lậu hoặc đi đến tiêu diệt. Các lậu hoặc đi đến thành đạt hay là đi đến tiêu diệt. Các lậu hoặc của các vị ấy đi đến tiêu diệt, tức là không còn nữa. Như vậy câu Phật con này 226, sau khi tìm hiểu ý nghĩa và chúng ta có được một bố cục. Đối với những người luôn luôn tỉnh giác, có sự tu tập ngày đêm để hướng tâm đến Niết Bàn, các động vật của các vị ấy đi đến tiêu diệt. Đối với những người luôn luôn tỉnh giác, có sự tu tập ngày đêm để hướng tâm đến Niết Bàn, các lậu hoặc của các vị ấy đi đến tiêu diệt. Và Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: niệm niệm tỉnh giác ngày đêm, kỷ cương tự chế, tinh chuyên pháp hành, tâm chân hướng cõi vô sanh, bao nhiêu lậu hoặc tan tành còn đâu. Niệm niệm tỉnh giác ngày đêm, kỷ cương tự chế, tinh chuyên pháp hành, tâm chân hướng cõi vô sanh, bao nhiêu lậu hoặc tan tành còn đâu. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu với thể thơ Ngũ Ngôn ha: những người thường giác tỉnh, ngày đêm siêng tu học, chuyên tâm hướng Niết Bàn, mọi lậu hoặc được tiêu. Lối dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu rất ngắn gọn, súc tích ha. Những người thường giác tỉnh, ngày đêm siêng tu học, chuyên tâm hướng Niết Bàn, mọi lậu hoặc được tiêu. Rồi bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay ha. Câu Phật ngôn 226: Sa đà chà gá rập mà nà nằng Sa đà chà gá rập mà nà nằng Sa đà chà gá rập mà nà nằng Câu này quý vị đếm dùm có được bao nhiêu âm từ trong câu này? Sĩ Nhật Quỳnh, Sĩ Kim, Sĩ Chuchina. Ba vị này nói tám, Sĩ Dung Nguyễn nữa. Tám có nghĩa là Sa là một, Đa là hai, Sa là ba, Gá là bốn, Ra là năm, Ma là sáu, Na là bảy và chữ Năng là tám. Câu này là một thể thơ có tám âm từ ha. Trong tám âm từ này thì quý vị thấy có bao nhiêu trường âm?
có bao nhiêu trường âm Sư Kim, Sư Nhật Quỳnh, Sư Dung Nguyễn nói rằng có 5 trường âm. Bây giờ đem thử coi có chắc như vậy không? Chữ Đa là 1, chữ Cha là 2, chữ Ma là 3 và chữ Na nữa là 4, rồi chữ Năng nữa là 5. Chính xác. Rồi có bao nhiêu trường âm thì quý vị nói, có tất cả là 5 trường âm. Chính xác. Trong 5 trường âm này quý vị thấy có bao nhiêu trường âm thông thường? Có bao nhiêu trường âm thông thường? Sư Kim này, Sư Nhật Quân này, Sư Dung Nguyễn, Sư Kishina, hôm nay sao tiến bộ vậy? 4 trường âm, để đếm thử coi. Chữ Đa 1, chữ Cha là 2, chữ Ma là 3, chữ Na là 4. 4 trường âm chính xác, đó là 4 trường âm thông thường. Và quý vị thấy còn một loại trường âm nữa. Trường âm nhẫn có được bao nhiêu? Thì sao trường âm nhẫn Sư Dung Nguyễn nó có 1 mà, thấy không? Ở trên nó không không cái gì. Vũ khí người ta quá đời tới bây giờ 1 rồi tới 10 luôn cả, làm gì kỳ cục vậy? Sao mà tiền hậu bất nhất cả? Rồi tiền hậu bất nhất ai là người, tức là chứng tỏ tâm tham hả, hay là chỉ gì bấm nhầm ha? Rồi bấm nhầm thì si sai, nên tưởng là bấm chắc ăn hơn 1 không chịu mà chịu tới 10 luôn cả, đó đội hình luôn ha. Vậy là không được là ha. Ở trường âm nhắn, trường âm nhắn có bao nhiêu đâu, đâu có cái chỗ nào mà trường âm nhắn ở đây có, đâu có chữ trường âm nhắn đâu. Cho nên số 0 là chính xác, không có. Mà trường âm đọc theo dạng nguyên âm thì quý vị thấy bao nhiêu? Ở đây trường âm đọc theo dạng nguyên âm chỉ có 1 mà thôi ha, chứ không phải là trường âm nhắn ha. Rồi bây giờ để cho đồ hình nó đi vào trật tự đi ha, khỏi làm rối đồ hình nữa. Sư Dung Nguyễn này, câu số 1 ôn lại để cho bà con và chính nhắc nhở cho chính bản thân của mình, đừng có làm rối đồ hình. Rồi mời Sư Dung Nguyễn câu số 1. Dạ, con kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Chư Đức và Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Con kính chào các cô chú các anh trong đạo tràng ạ. Dạ, do cái máy của con nó bấm xong rồi cái nó không có chạy chữ, thành ra cái con bấm lại cái nó dính vô luôn ạ. Dạ, con xin tích câu số 1 ạ. Sa đà già gá rác mà ná măng, Sa đà chà gá rá mà na măng, Sa đà chà gá rá mà na năng. Dạ. Trong cái câu này thì xá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, cha là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, rá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, na là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ. Có hai loại trường âm, đó là trường âm thông thường là 4, da cha na ma na, và một loại trường âm nhơ đọc theo giọng nguyên âm là năng, và còn lại là đoạn âm. Và con đã phân tích xong, con kính xin dâng đức lễ đến cho ngài ạ. Con có sao thì xin ngài chỉnh sửa ạ. Nam mô Bổn Thầy. Dạ. Sa thú Sư Dung Nguyễn,
Sư Dung Nguyễn phân tích chỉ có ba người tặng hoa, còn bao nhiêu là người ta vỗ tay hả? À, bốn người chứ. Ôi sao hôm nay hoa chỉ còn một mình Sư Nhật Quỳnh là kẹo nhất ha. Có ba cành hoa, còn Sư Kina nè ha, Nguyên Như nè, rồi Sư Kim nè. Hoa nhiều quá, đẹp quá. Rồi còn bao nhiêu ngồi khói quá, vỗ tay. Không có tặng hoa. Sa thú, à, sa thú các cô. Đúng rồi, trong này đâu có cậu nào đâu. Toàn là nữ không à. Rồi, sa thú, à, Sĩ Nhật Quỳnh, tiêu chuẩn chỉ có ba ha. Tiêu chuẩn đó là tốt rồi. Nhưng mà nhìn vô thấy nó không giống ai. Người ta tặng rất là nhiều, thấy hào phóng. Còn Sĩ Nhật Quỳnh là sao? Có ba cành hoa, rồi nói rằng hai lá là hai hoa một lá, chứ là cũng kiếm kiếm hoa không đủ nữa chứ. Không sao không sao, có xanh xanh đỏ đỏ như vậy là mấy nhỏ mừng à ha. Rồi sao tuổi Sư Dung Nguyễn đầu đầu xuôi đuôi lọt hả? Thì vậy bảo đảm là hôm nay Sư Dung Nguyễn thành công. Sa đa cha ga ra ma na nằng. Như vậy là xong câu đầu ha. Bây giờ câu số 2 là một chùm chữ này nhìn vô thấy mờ mắt luôn. Đọc chậm chậm nha bà con. Aho ratta nusik khi năng. Aho ratta nusik khi năng. Aho ratta nusik khi năng. Rồi câu nhìn cho kỹ chứ không thầy đọc nó rối luôn. Ahoratta nusikinang, câu này nó có bao nhiêu loại trường âm? Câu này có bao nhiêu loại trường âm? Ai cũng nói ba hết ra ha. Rồi trong ba loại trường âm này thì trường âm nhấn có được bao nhiêu? Trường âm nhấn có được bao nhiêu? Hai, trường âm nhấn có hai. Chính xác đó là chữ rắc và chữ xích ha. Chữ rắc và chữ xích đó là hai trường âm nhấn ha. Rồi trường âm bao âm thông thường. Quý vị cũng nói trường âm thông thường có hai, đó chính là chữ hô và chữ ta ha. Chữ hô và chữ ta đó là hai trường âm thông thường ha. Rồi trường âm nhấn, trường âm đọc thành nguyên âm có được bao nhiêu? Quá chị Kim lẻ quá ha, mười ăn liền ha. Trường âm thông thường, trường âm đọc theo giọng nguyên âm chỉ có một, đó chính là chữ năng. Rồi Jikina chắc lên chậm quá, chắc là bắt chước người ta ha. Chứ nếu mình tự tin thì phải chắc lên đầu chứ, chắc lên sau cùng như vậy chắc chắn bắt chước người ta ha, bắt chước người ta. Rồi bây giờ mời Jikina phân tích lại câu số 2. Chứ không người ta nói mình bất chước làm sao, phải tự tin nhá. Rồi cầm mấy cô đi. Rồi xà thu hôm nay sao tiến bộ quá vậy nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con ráng cố gắng thôi sư. Hôm nay con bị rảnh cho nên con mới vô lớp. Câu số 2, Aho Rat ta nút xít khi năng. Câu này có 8 âm từ, 2 đoạn âm là rat and xít. Trường âm thông thường là 2 chữ hua và chữ ta với dấu quyền. Trường âm nhấn có 2 là chữ rat and chữ xít. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm là chữ cuối cùng năng với
M dấu dạ con chỉ biết nhiêu đó thôi, con có sai sư sửa cho con ạ. Con xin xuống nước. Thank you. Alo, 123, 123, chỉ có một mình Sikh Kim tặng hoa, còn bao nhiêu ngồi dưới vỗ tay hả? Ừ, thêm sinh nhật của anh Sikh Nguyên Như nữa nè. À, một cái bối cảnh mà quý vị thấy rằng ồn ào xung quanh, nhưng mà vẫn chú tâm mà phân tích được như thế này thì thấy tuyệt vời quá rồi. À, phố biển, ở túc ngoài biển mà còn chắp tay vái chào luôn kìa, ha. Sung sướng chưa Sikhina Ahorata nu Sikhinang, không biết là đưa tay lên thọc người ta hay là đưa tay lên làm gì đây Sikh phu biển. Cái câu này tại sao mà coi như là không tặng hoa mà đưa tay lên làm cái gì, thôi một bàn tay được rồi. Bây giờ Sikh phu biển đưa tay lên phân tích lại câu số 2 coi có giống như là Sikhina hay không. Mời bàn tay Sikh phố biển. Nên là vô chưa biết ắt giáp gì, đây cũng là chấp tay rồi ha. Rồi câu số 2 này phân tích làm sao Sikh phố biển ơi. Alo, ở miền Trung quý vị biết ha, bão ngoài trời bão trong lòng, nhưng mà bây giờ vô được đây là biết là đã thấy tốt lắm rồi. Xin mời. Dạ con phổ biển, con thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Và con kính chào đạo tràng. Chào chị gái Như. Dạ, chào Đàm Hương. Con mới vừa vào, con chưa biết câu số 2 đó ra sao nữa. Aho Rata Nusit Khinang Aho Rata Ta Nusip Khi Năng A Hồ Rát Ta Nusip Khi Năng. Dạ con xin phân tích câu số 2. A là đoạn âm, Hồ là trường âm thông thường, Rát là trường âm nhấn, Ta là thường âm thông thường, Nú là đoạn âm, Sip là trường âm nhắn, khí là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo dặn nguyên âm. Và câu số 2 này thì có đầy đủ 3 loại trường âm là trường âm thông thường, trường âm nhắn và trường âm dặn nguyên âm. Trường âm thông thường là có hô, ta. Còn trường âm nhắn là có rát, xích. Và trường âm đọc theo dẫn nguyên âm là năng. Và có ba đoạn âm là á, nú, khí. Dạ con đã phân tính xong kính bạch ngài. Dạ con xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Sa thủ xịt phô biển ha. Nghe Sikh Krishna phân tích này và biết là phe ta ha, người đồng hương ha, cho nên sẵn sàng đưa tay lên ủng hộ. Nói rằng mới vô nhưng mà căn bản như vậy là chính xác rồi. Dầu là vô trễ hoặc là đi đâu về đâu, nhưng mà cái nhìn vô đây là phân tích chính xác, là thấy rằng căn bản đã có rồi ha, cho nên đâu có luôn. Nghe chơi khích lệ là chào em đồng hương phố biển, là nghe thấy sung sướng rồi. Có người ở phía sau để mình dựa lưng ha, phe ta rồi ha. Rồi xà thủ không có gì để mà nói nữa, bông hoa quá trời. Như vậy câu thứ nhất, câu thứ nhì chúng ta đã phân tích xong và giọng đọc sẽ liên lạc với nhau ha, giữa hai câu này.
Rồi, bây giờ chúng ta đến câu số 3. Niết bà năng a thi mút tà năng. Câu số 3 ha. Câu số 3 này quý vị thấy có tất cả bao nhiêu trường âm, bao nhiêu trường âm? Có hai người nói sao rồi nghe, người thứ ba rồi nghe. Rồi có bao nhiêu trường âm? Rồi thêm người thứ tư. Xin chào sĩ quan người Nguyệt vừa tới đạo tràng của chúng ta. Ai cũng nói sao, nhưng mà sĩ quan Nguyệt vô tới số 8 rồi ha. Rồi có tất cả là 6 trường âm ha, chữ nếp là 1, chữ 3 là 2, chữ năng là 3 ha, rồi chữ mút là 4, chữ ta là 5 và chữ năng là 6, chính xác. Chúng ta là học với lòng, tới với đạo tràng này là học làm toán cộng nhiều hơn ha, làm toán cộng nhiều hơn. Chính nhờ làm toán cộng này á mà chúng ta thuần thục á, thì chúng ta ngồi đếm tiền ha. Một buổi tối á, làm việc mệt mỏi về ngồi đếm tiền là chắc chắn bảo đảm không có lộn ha. 1, 2, 3, 4 gì đó, từ từ mà chúng ta cảm thấy rằng hạnh phúc ha. Nhờ chúng ta thuộc lòng cái làm toán cộng ở trong cái room này, nên là mỗi buổi tối ngồi đếm tiền ha, là chúng ta cảm thấy không có bị lộn này, chúng ta thuần thục. Câu này có tất cả là 6 trường âm. Trong 6 trường âm này nó nằm trong bao nhiêu loại trường âm? Mình chào xin niệm từ. Có bao nhiêu loại trường âm trong cái câu số 3 này? Thấy câu số 3 rồi cũng chát lên là câu 3 luôn. Có đúng không đó? Nếp ba năng á thi mút ta năng, vậy thì trong ba loại trường âm này thì có bao nhiêu trường âm thông thường? Hỏi chưa xong hả? Đã chám lên rồi sao mà không biết hết trơn vậy? Xin dùng nguyện sao 32 dữ vậy? Hôm nay chọn số để đánh đề hay sao mà có hai thôi mà đánh thêm một số 3 nữa? Bà con ơi, sư Dung Nguyễn hôm nay cho số đề kìa, số 32. Trường âm thông thường có chữ 3, chữ ta mà nói là 32. Qua trời qua đất con gì ha? Số 32 con gì bà con ơi? 32 con gì ha? Sư Nguyên Như không biết làm sao mà đánh được, thôi biết 32 là được rồi. 32 con dê hả? Con dê, dê dỗm là sao? Cái chuyện đó dễ thấy nghĩa là chỉ có 2 thôi mà chơi lên số 32, chắc là gợi ý cho bà con vậy thôi. Rồi, đó chính là chữ 3, chữ ta, đó là 2 trường âm thông thường. Cái chị Na cũng biết nè, 35 mới là con dê hả? Trời ơi, thôi kệ nó đi. Chỉ biết trường âm thông thường có 2 thôi, đó là chữ 3, chữ ta. Rồi, trường âm đọc theo dòng nguyên âm có được bao nhiêu? Trường âm đọc theo dòng nguyên âm thì kiềm sinh nhật quỳnh nó có 2, đúng không bà con? Sinh nhật Nguyễn cũng là 2 luôn. Còn ai nữa, Sư Thiên Nhi cũng nói cả 2. Đó chính là 2 chữ năng. 2 chữ năng là 2 trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Rồi trường âm nhắn có bao nhiêu?
trường âm nhắn có bao nhiêu. Alo, à, trường âm nhắn cũng nói hai luôn ha. Quá wow, sao câu này ngộ ha. Có ba loại trường âm ha. Trường âm thông thường có hai, trường âm nhắn có hai, trường âm đọc theo giọng nguyên âm cũng có hai. Cái gì cũng có hai hết, đoạn âm cũng có hai luôn. Chắc không đó. À, như vậy thì coi như có người lên chứng minh cái vấn đề này. Để biết bà con đưa ra những con số này có chính xác hay không. Chắc cú luôn hả? Chưa. Để người ta lên phân tích rồi mới coi có chắc cú không chứ đoán mò không à. Cũng như nói con số 2 thôi mà đưa lên 32 như vậy cũng chắc cú luôn hả? Không được. Ai xin niệm từ ơi, câu số 3. Câu số 3, nếp ba năng á thi mô ta năng. Ai cũng nói thế này thì kia, bây giờ đúng hay sai là do xét niệm từ này. Rồi mời xét niệm từ ha. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức, và con kính lễ cô tu nữ, và con kính chào đạo tràng. Dạ, thưa ngài, con xin phân tích câu số 3. Nibbanang Aphimuttanang. Nibbanang Aphimuttanang. Nibbanang Aphimuttanang. Dạ, nip là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, phí là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và như vậy trong câu này có ba loại trường âm. Trường âm nhấn có hai, nếp và mút. Trường âm thông thường có ba và ta. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm có hai là năng và năng. Và có hai đoạn âm là á và phí. Dạ, như vậy con đã phân tích xong. Con có sai, xin ngài sửa lại giùm con ạ. Con xin dâng bút lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Alo, 123 123. Chiếc niệm từ ơi, sao mà thấy chẳng có ai tặng hoa, tặng bông, tặng gì hết trơn vậy nè. À, có vấn đề rồi, con mình xích kim tặng ha. Như vậy câu này phân tích làm sao mà người ta tặng hoa chậm quá vậy ha? Ôi chứ sao cá biết gì mà mới vô mà cũng tặng hoa tặng bông thế này. Ngồi giữa bộ tay cho sướng đi. À, tặng bông tặng hoa bây giờ hỏi phân tích làm sao rồi trả lời được không? Trong khi những người đã vô trước này, Sư Nguyên Như này, Sư Chút Chi Na này, Sư Kim này, tặng hoa là họ đã nghe. Và tặng hoa như vậy, nhưng mà hôm nay sao tặng hoa chậm quá. À, thấy Sư Nhật Quỳnh không tặng hoa, không biết lý do gì đây. Rồi, mời Sư Nhật Quỳnh, tại sao không tặng hoa? Cái này chắc có vấn đề rồi, chắc ghét Sư Niệm Từ sao? Hôm nay sao không tặng hoa cho Sư Niệm Từ? Rồi, cho ý kiến đi. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đầu tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu. Và đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn chị Kim. Dạ, con hình như cái lỗ tai con nó có vấn đề rồi bạch sư. Dạ, cảm ơn Dung Nguyễn. Nên con nghe không có chính xác. Con sợ con nghe sai. Con chỉ phân tích lại thôi. Rồi tùy ngài, con nghĩ ngài tai ngài thì tinh vi hơn nhiều. Còn có lẽ tai con có vấn đề. Dạ, con xin phân tích thôi. Dạ, còn sai đúng thì ngài chỉ dạy ạ.
Niết bà năng Athimutta năng. Niết là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, athi hai đoạn âm, mút là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ở trong câu số 3 này có hai chữ trường âm thông thường, hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm và hai trường âm nhấn và hai đoạn âm. Dạ con có sai, ngài chỉ dạy cho con. Con nghĩ là tai con có vấn đề, và con kính nhân mít đến ngài. Sinh nhật Quỳnh chỉ lên phân tích chứ không có sự nhận định về xét niệm từ cho nên cái chuyện xét niệm từ đúng sai không quan trọng, mà chỉ biết rằng câu số 3 này sinh nhật Quỳnh phân tích theo cái ý của sinh nhật Quỳnh thôi. Trong khi mà coi như là mời sinh nhật Quỳnh lên trước khi mà sinh nhật Quỳnh lên thì sinh Trung Nguyễn chát lên cái chữ dạ có, không biết có cái gì đây nhưng mà đâu có thấy có bàn tay đưa lên đâu. Rồi bây giờ ấy, có nghĩa là mời sư Trung Nguyễn ý kiến làm sao mà gọi là dạ có. Alo sư Trung Nguyễn, câu số 3 này có cái gì đây hả? Dạ, con kính đảnh lễ ân đức Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Chư Đức và Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào quý bà quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, hồi nãy tại vì cô Nhật Quỳnh hỏi là có nghe tín hiệu hay không cho nên con có trả lời là dạ có. Dạ, còn con thấy là mấy cô tặng bông tặng hoa nhiều quá cho nên con nghĩ là xích niệm từ đã phân tích chính xác rồi ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Alo, nếu mà nói như sĩ Dung Nguyễn thì không có gì để mà nói ha, không có gì để mà nói. Sĩ Nhật Quỳnh nói là nghe không rõ vì cái lỗ tai ha, lão lai tài tận ha. Rồi bây giờ chỉ biết là lên phân tích thôi, còn chuyện người ta đúng sai không quan trọng ha. Rồi sĩ Dung Nguyễn thì nói cái âm thanh của sĩ Nhật Quỳnh bà con có nghe rõ không? Nè sư Dung Nguyễn ơi, dạ có chứ không có ý kiến về câu số 3 này ha. Rồi ai cũng tặng hoa tặng bông đồ này kia nhiều như vậy còn gì để mà nói ha. Sa thú xiết niệm từ, xiết niệm từ cũng là căn bản cũng lão luyện rồi, cho nên câu số 3 này phân tích mà sai nữa thì chắc là đâu phải niệm từ mà niệm tử luôn ha. Sa thú xiết niệm từ ha. Sĩ Su Khá mà mới vô cũng quan hỷ tặng liền ha, đâu có nắm rõ được nội dung đâu, nhưng mà thấy sĩ niệm từ là quan hỷ, là tặng bông tặng hoa, vậy thì sĩ niệm từ đâu có sai. Rồi bây giờ câu cuối cùng, câu cuối cùng này là câu mà chắc chắn là phải mời sĩ Su Khá. Athangacchanti asawa mời Sĩ Su Khá. Đọc sai tức là đúc cá nha, mà đọc đúng là Su Khá nha, bởi cái vị này á đi hàng hai, đúng cũng được mà sai cũng được ha. Nhưng mà quý vị phải nhớ nha, coi sách này phân tích để mình biết đó là đúc khá phân tích hay là xú khá phân tích. Rồi câu số 4 xin mời.
Alo. Alo. Dạ. Dạ rõ dạ. Dạ con cảm ơn các cô ạ. Dạ chắc là cái bàn thuốc mấy ngày hôm nay nó làm sao nó cứ nhảy nhảy nhảy, con vừa phải thoát ra con mới vào lại được ạ. Dạ con kính tri ân sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con kính lễ lễ thượng tọa trí thức cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ con xin phân tích đoạn số 4 của câu kinh Pháp Cú số 226. Át thăng gác chăn tí a sa hòa. Át là trường âm nhấn. Thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Gác là trường âm nhấn. Chăn là trường âm nhấn. Tí là đoạn âm. A là trường âm thông thường. Qua là trường âm thông thường. Dạ, câu này có đầy đủ ba loại trường âm. Alo, alo. Át là trường âm nhấn, ba trường âm nhấn. Át, gác, chăn là trường âm nhấn. Thăng là trường đọc theo giọng nguyên âm. A là trường âm thông thường. Tí, A là trường âm thông thường. Qua là trường âm thông thường. Có hai trường âm thông thường và hai đoạn âm tí xá. Dạ con đã phân tích xong rồi ạ. Con kính thỉnh sư lên mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Alo, Sư Su Kha và Sư Đúc Kha này ha. Hai chị em song sinh này lên cũng dành micro ha. Lúc đầu là Sư Đúc Kha ha, cầm micro rồi đọc lên, chạy ra chạy vô, không ra tiếng để cho bà con đau khổ. Đúc Kha ha. Rồi sau này Su Kha nó không được, cho nên cầm lại micro đọc. Phân tích rõ ràng, chính xác. Chiếc máy ta mà bây giờ tặng hoa đầu tiên ha. Thì được rồi không? Rồi mới tới chiếc kim, chiếc nhật quỳnh ha. Mic cứ nhảy nhảy hả? Trời ơi, mic nó nhảy, ngồi yên. Ai biểu nhảy theo cái mic làm chi vậy? Cái mic nó nhảy nhảy là tại Đúc Khá nó cầm. Còn khi mà Su Khá mà cầm thì mic đâu có nhảy. Quý vị thấy là hai chị em này ha. Quý vị thấy tuyệt vời ha. Người thế này, người thế kia. Trong chính bản thân của chúng ta có thiện, có ác, nó xen kẽ nhau. Cho nên là Sư Su Khá nói là nó nhảy nhảy. Đó chính là ông ác, ông nhảy á. Còn ông thiện ngồi im. Khi mà ông thiện thấy nó nhảy, nó quậy quá, khi đó mới cầm micro. Thì đó chính là ông thiện, ông Su Khá đó. Rồi không lên được. Cầm micro đọc như vậy là chính xác rồi. Vô đây sinh hoạt mà quý vị cầm được micro là quý vị thành công. Đối với cái room này, âm thanh là điều quan trọng. Bởi vì đây là cái phòng chat bằng giọng nói. Mà quý vị mà âm thanh tốt là quý vị tiến bộ. Rồi sa thủ Sika Sukha, có ai thắc mắc không? Ai thắc mắc về cái câu số 4? Trước tiên thì để cho Sư Đúc Khá phân tích ha. Rồi sau đó sửa sai thì có Sư Su Khá. Đi đâu có hai chị em thế này thì tuyệt vời quá. Có ai thấy câu số 4 phân tích như vậy đúng hay là sai? Có ý kiến gì không? Im ru ha. Vì ta đi tưởng tượng tiếp bảy bảo
tưởng tượng người ta nói giống như tượng voi vậy đó, mà cái gì đâu mà thắc mắc không biết nữa. Thì bây giờ cứ hỏi rằng câu số 4 Sê Su Kha phân tích như vậy thì quý vị có ý kiến gì nữa không? Im ru ha, im ru vậy là không được rồi. Bây giờ cái người đến sau cùng tức là cô tu nữ tự duyên ha, cô tu nữ tự duyên giống như ở trên trời mới rớt xuống vậy, không biết trời trắng mây gió gì hết đó. Nhưng mà thấy cái câu số 4 này nè, áp thân gắt chanh thí hà sao hòa, để coi cô tu nữ tự nhiên phân tích cái giống như xích đúc khá hay không nè. Rồi trời đất ơi, như vậy là nè, bất chước xích đúc khá rồi, tại sao không cầm mic được? Không cầm mic được thì làm sao ăn cơm đây? Cơm mà không cầm được cái đồ đũa, không cầm được cái chén thì làm sao mà ăn đây? Mít mà không cầm được, trời ơi, người ta nói thơm như muốn mít, là mít ngon lắm chứ. Cầm thử coi, dính mũ liền. Alo, bây giờ cô tu nữ tự nhiên giả đò đưa bàn tay lên thì coi. Bây giờ vô đây mà không mời lên nó bị khi dễ, coi thường. Mời lên thì nó không cầm mít được, cái điều đó vô lý. Quý vị thấy mấy hôm trước ha, cô tu nữ tự nhiên lên phân tích chiến đấu không? Phân tích rất là hay, chia sẻ cũng hay. Mà bây giờ nó không cầm mic được là lý do làm sao? Khi nào mà không cầm mic vô được á, đó là một cái điều mà rất là buồn. Bởi vì vô sinh hoạt lúc này mà không cầm mic được là buồn lắm. Thôi bây giờ không cầm mic được thì bây giờ chụp ha, chụp micro. Đây là một cái tài của cô tu nữ tự duyên làm thủ môn, cho nên chụp micro là thấy tuyệt vời hơn là đưa tay lên cầm mic. Rồi bắt đầu ha, chụp micro nè. Alo, 123, 123. Đấy nha, chảnh chưa, từ cái điện thoại lớn, thấy chữ rõ ràng không chịu, tối tăng, càng nhỏ bao nhiêu, càng tinh vi bấy nhiêu. Nhưng mà cặp mắt của chúng có hạn, càng lớn tuổi thì càng nhỏ thì không thấy được. Nhưng mà tinh vi làm cái gì, hiện đại hóa để làm cái gì? Thì bây giờ vô nhìn cái điện thoại không thấy chữ, cứ xài điện thoại cũ đi, chữ bự, nghĩa là lên giật mít người ta không à, chứ không bao giờ mà đưa tay hết á. Bây giờ nhỏ xíu, điện thoại nhỏ nè, mấy, kịch mê ta có vấn đề, cho nên phải đi xin phép rồi gom ha. Rồi, cái loại cùi bắp đi, Việt Nam ham to thì cứ bự, càng bự bao nhiêu thấy chữ càng rõ bấy nhiêu, đọc càng to nữa, khổ quá. Tụng kinh này tụng nhỏ nhỏ mà chữ lộn thì chữ to quá đi. Rồi cố gắng đi, chúng ta coi như đọc kinh đọc cho lớn, chính đọc lớn nhiều thì phước nhiều hơn ha. Rồi như vậy là hôm nay thay đổi điện thoại, cho nên cái điện thoại càng tinh vi bao nhiêu, chữ càng nhỏ xíu bấy nhiêu, đọc không ra. Rồi, khổ đế rồi. Rồi, bây giờ ôn lại ha. Quý vị phân tích câu số 3, câu số 4, xong rồi ha, nhất là Sê Su Kha. Hôm nay rất là tiến bộ, mới vô mà phân tích cũng đâu có gì sai đâu. Rồi, câu số 3, câu số 4, sau khi phân tích xong thì chúng ta ôn lại cho nó liền lạc giữa hai câu này ha.
Nếp bà năng á thi mô ta năng á thăng gác chân thi à sa hòa. Nếp bà năng á thi mô ta năng gác chân. À xin lỗi. Nếp bà năng á thi mô ta năng á thăng gác chân thi à sa hòa. Nếp bà năng á thi mô ta năng á thăng gác chân thi à sa hòa. Rồi như vậy là chúng ta cũng đã hoàn thành trường âm, đoạn âm ha. Ôi sa thú đạo hữu Khánh Dư ha. À đã chan lên cái chữ đó đó như thế này thì rõ ràng quá. À đạo tràng quan hệ. À nhưng mà chữ chữ cuối cùng chữ tiêu mà đọc cái kiểu này là thấy cũng tiêu tiêu tùng luôn á. Mọi lậu hoặc được tiê. Ủa, nếu mà đọc chữ tiê đâu phải là chữ tiêu. Thiếu thiếu chữ u mà đọc lưu đưa lên cho nó đúng một chút chứ. Nên giờ đọc cái kiểu này thiệt sự là tiêu luôn á. Rồi đó, chiếc kim, đó đó, xà thủ, rõ ràng chút ha. Chiếc kim nè, chiếc đạo hữu Khánh Du hay là Khánh Dư. À, vị này mới mới mà thấy cũng có tinh thần đối với đạo tràng của chúng ta ha. Xà thủ cái tinh thần của quý vị. Rồi, bây giờ chúng ta ôn lại ha. Trường âm, đoạn âm thì quý vị nắm vững rồi. Bây giờ chúng ta đọc sao cho nó liền lạc nhau nè. Bây giờ trước tiên chúng ta đọc theo giọng kinh ha. Sa-đa-cha ga-ra-ma-na-nang a-ho-ra-ta-nu-sit thi năng nếp bà năng a thi mút tà năng a thằng gá chẳng thi à sa hòa sa đà cha gá rắp mà nà năng a hồ rắp tà nút xích thi năng nếp bà năng a thi mút tà năng a thằng gá chẳng thi à sa hòa. Quý vị thấy đọc dài quá, đứt hơi nửa chừng hoặc là nhiều khi đứt bóng luôn thì thôi quý vị hãy yên tâm đọc hai câu thôi à, rồi tới hai câu tiếp, như vậy chúng ta bảo toàn được lực lượng ha, nhất là hơi thở của chúng ta được điều hòa và chúng ta sẽ chú tâm nhiều hơn là đọc một hơi. Sa đà cha ga ra ma na nang a ho ra ta nu sik khi nang nếp bà nang a thi mút ta nang a thằng ra chần thi a sa hòa. Sa đà cha ga ra ma na nang a ho ra ta nu sik khi nang nếp bà nang a thi mút ta nang a thằng ra chần thi a sa hòa. Như vậy quý vị chú ý ha, đọc hai câu tới chữ năng chúng ta nghỉ mệt thở, và khi mệt thở xong rồi chúng ta tiếp tục nếp ba năng ha. Rồi bây giờ xin mời bàn tay của quý vị. Alo, rồi Shishuka với Sĩ Kim hai người tranh nhau, nhưng mà sao Sĩ Kim tranh lại hai người của hai chị em Shuka và Đúc Khá được, cho nên hai người đó luôn luôn đưa bàn tay trước Sĩ Kim. Xin mời. Nam mô Bụt Tha Na, Nam mô Tham Ma Na, Nam mô Sang Kha Na. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa trí đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào cái cô tu nữ cùng cái cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ con xin đọc câu kinh pháp cú số 226 ạ. Sada cha gaza mama lang aho zata lusikhi nang nipa lang athimutta nang athang gacchanti asawa. Sada cha gaza mama lang aho zata lusikhi nang nipa lang athimutta lang athang gacchanti
xa quá. Những người thường giác tỉnh, ngày đêm siêng tu học, chuyên tâm hướng niết bàn, mọi nậu hoặc được tiêu. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. À, con xin sám hối đạo tràng. Mấy cái con chó nó sủa nên con phải xuống ạ. Dạ, bây giờ con kính mời cô Kim ạ. Nam mô Mút Thà Giá. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô từ nữ và quý vị Phật tử. Quý vị Phật tử có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn Dung Nguyễn. Cô xúc khá bộ nuôi chó nhiều sao, lần nào lên đọc cũng bị mấy con chó sủa. Cự. Dạ, con xin dạ lần sau khi mà đọc á, cái đem mấy con chó nhốt trong phòng đi, cổng thôi chó ngoài đường chơi đi, để cho nó khỏi, đừng có làm ồn, mỗi lần lên đọc là khó. Dạ, con xin đọc câu Kinh Pháp Cú, câu 226 à. Cảm ơn mấy cô cho tín hiệu nghe rõ. Chà, bây giờ cầm mic lên, giơ tay người ta thấy là hên quá. Cái này, cái tết mic này nó mới cũng tốt lắm. Tại vì cái cũ á, lúc mà giơ tay lên nói là không có đánh chữ, không có gì hết. Mà lỡ mà đụng một cái chữ trong đó đó là phải đi ra. Phải lock out ra rồi mới lock vô in được. Còn này vừa nói vừa có thể đánh chữ lên, vừa có làm đủ thứ được, vậy cũng tốt. Nó hơi nhiều phân sành thôi nhưng mà nó tốt. Rồi nó bỏ mới nhọn nữa dễ để đọc. Dạ, con xin bắt đầu đọc à. Sa đà cha ga ra ma na nang a lo rắc tà nu xích khi nằng nếp bà nằng a thi múc tà nằng ác thằng gắt chằng tí à sa hòa. A cha gara ma na nang a lo rắc ta nu sít ki nang nip ba nang ak ti muk ta nang ak thang gak chang ti a sa wa sa da cha gara ma na nang a lo rắc ta nu sít ki nang nip ba nang ak ti muk ta nang ak thang gak chang ti a sa wa. Cái này nhiều trường âm mới đọc chậm nó rõ ra. Sa da cha gara ma na nang alo rắc tà nú xích khi nằng nếp bà nằng ác thí múc tà nằng ác thằng gắt chằng tí à xá hòa. Đọc nhanh một hơi rồi được không ta? Sa đà chà gà ra mà nà nằng ác lô rắc tà nú xích khi nằng nếp bà nằng ác thí múc tà nằng ác thằng gắt chằng tí à xá hòa. Những người thường giác tỉnh, ngày đêm siêng tu học, chuyên tâm hướng niết bàn, mọi lậu hoặc được diệt, được tiêu, được tiêu. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai xin sửa, con xin dừng máy lại cho người khác ạ. Alo, 123, 123, Sik Krishna chờn chút. Năm lần đọc đều đọc sai một chữ. Cô tu nữ tự duyên cũng nghe rõ nữa kìa, thấy không? Năm lần đọc đều sai, mà sai chỉ có một chữ mà thôi. Chữ đó Sư Kim biết chữ nào không? A hồ, đó Sư Sú Khá mà còn nghe rõ nữa. Đáng lẽ Sư Sú Khá và đọc alo thì phải hơn, nhưng mà Sư Sú Khá còn đọc a hồ. À, tại sao mà ở đây chữ a hô rõ ràng như vậy đó mà đọc là alo ha? À, Sĩ Nguyên Như ngồi cười kìa, chọc quê đó. Rồi sửa lại chỗ đó nghe. Rồi mời Sĩ Krishna. Nam mô Bụt Thaya, con xin đảnh lễ sư trí trước. Con xin chào cô Tự Duyên và con xin chào đạo tràng. Con xin trả bài ạ. Sada cha ga ra ma na nang aho rata nusik khi nang nipang nang ati muta nang aktham ga chang ti a sawa sada cha ga a không xin xin hỏi sada cha ga ra ma na nang
Ahorata nusikhi nang nipan nang ati muta nang atam gat chang ti asawa. Những người thường giác tỉnh ngày đêm siêng tu học, chuyên tâm hướng niết bàn, mọi lậu hoặc được tiêu. Của Thượng Thích Minh Châu dịch ạ. Con xin xuống đức, con có sai xin sư sửa lại, con cảm ơn sư. Dạ. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Một lần nữa con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, người vào đạo tràng. Con kính lễ cô tu nữ Tự Duyên và con kính chào đạo tràng. Dạ, con cảm ơn cô tu nữ Tự Duyên. Lâu quá con có gặp cô vẫn khỏe chứ. Dạ, con xin trả bài câu Pháp Cú 226 ạ. Dạ. Sada charana marana nang aho ratta nusikhi nang nippa nang atimutta nang athang gacchanti asava. Sada charana marana nang aho ratta nusikhi khi năng nếp bà năng ác thi mút tà năng ác thằng gác chân thi à xa hòa. Sa đà chà gà ra mà nà năng á hồ rách tà nú xích khi năng nếp bà năng ác thi mút tà năng ác thằng chầm tí à sao à. Dạ con không biết đạo tràng có nghe con đọc không. Dạ con cảm ơn thầy. Dạ con xin đọc bản chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Những người thường giác tỉnh ngày đêm siêng tu học, chuyên tâm hướng niết bàn, mọi lậu hoặc được tiêu. Dạ hôm nay chỉ có một bản dịch chữ Việt, không có bản chữ Việt của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ phải không thưa ngài? Vậy con đọc tiếng Bali lại thêm lần nữa như này. Sada cha garama na nang aho ratta nusikhi nang nipa nang atimutta nang athang gacchanti asava. Dạ con đã đọc xong, con có đọc sai xin ngài sửa lại giùm con. Dạ dùm từ xin dùng bích lại cho đạo tràng. Mời đạo tràng lên trả bài tiếp ạ. À. Xích Nhật Quỳnh ơi, xích đâu mất rồi, xích lên trả bài tiếp dạ. Con xin trao biết lại cho đạo tràng. Nam mô Bụt Tha dạ. Dạ con kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức tăng. Con kính đảnh lễ ngài Chí Đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ con kính chào đại tràng. Dạ con thấy không ai cầm mic hết cho nên con xin phép được trả bài. Con cảm ơn cô niệm từ cô Tệ Duyên đã cho con biết tín hiệu ạ. Dạ. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Sada cha gara mana nang ahorata nu nusikhi nang
Nếp bà nàng a ti mù tà nàng a thằng gác chẳng tí a xá hòa. Sa đà chà gá ra mà nà nàng a hồ gân a hồ ra tà nút xích khi nàng nếp bà nàng a nếp bà nàng a ti mù tà nàng a thằng gác chẳng tí a xá hòa. Sa đà chà gá ra mà nà nàng a hồ ra tà nút xích khi nàng náp bà nàng a tiếp mút tà nàng a thằng gác chẳng tí a xá hòa. Những người thường tỉnh giác ngày đêm xuyên tu học chuyên tâm hướng niết bàn, mọi lậu hoặc được tiêu. Dạ, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xa xong. Dạ, con có sai, con kính xin Ngài giúp cho con ạ. Dạ, Nam Mô Bức Thái Giá, con xin dâng bích kính cho Đạo Tràng. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư công đức, con thành kính đảnh lễ đại đức Phật Trang vừa quang lâm vào đạo tràng. Và cảm ơn xuất niệm từ kính lễ cô tu nữ tự duyên. Và nhục quỳnh kính chào đạo tràng. Và không biết vị nào trả bài rồi, bạn vị nào chưa, và nếu vị nào chưa trả bài thì xin đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên. Và mời Nguyên Như nha. Nam Mô Bụt Thầy Giá, và con xin đọc câu 226 ạ. Sa đà chà gá rá mà nà nằng á hồ rắc tà nú xích khí. Hết nghe rồi Nguyên Như ơi. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, đạo tràng nghe được con được chưa ạ? Dạ, con xin đọc bài lại ạ. Xá đà chà. Xá đà chà gá rá mà nà nằng á hồ rắc tà nú xích khí nằng níp bà nằng á thí mút tà nằng ách thằng gách trầm tí à xá hòa. Xá đà chà gá rá mà nà nằng á hồ rách tà nú xích khí nằng níp bà nằng á thí mút tà nằng ách thằng gách trầm tí à xá hòa. Xá đà chà gá rá mà nà nằng á hồ rách tà nú xích khí nằng níp bà nằng á thí mút tà nằng ách thằng gách chành tí à xá hòa. Những người thường giác tỉnh ngày đêm xuyên tu học chuyên tâm hướng niết bàn, mọi lậu hoặc được tiêu. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, niệm niệm tỉnh giác ngày đêm, kỷ cương tự chế, tinh chuyên pháp hành, tâm trơn hướng cõi vô sanh, bao nhiêu lậu hoặc tăng tành còn đâu. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Cha con xin dâng mít lại cho đạo tràng ạ. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Và một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức huynh kính chào đạo tràng. Và con xin được trả bài Pháp Cú Kinh số 226. Sa đà chà gá ra mà nà nằng á hồ ra ta đu xích khi nặng nịp bà nằng á thi mút tà nằng
thằng cách chẳng đi a sa hòa sa đà cha ga ra ma na nằng a hồ rạch ta nu sít khi nằng nịp bà nằng a thi mút ta nằng a thằng gạch chẳng đi a sa hòa sa đà cha sa đà cha ga ra ma na nằng a hồ rạch ta nu sít khi nằng nịp bà nằng a thi mút ta nằng a thằng gạch chẳng ti a sa hòa. Những người thường giác tỉnh ngày đêm chuyên tu học, chuyên tâm hướng niết bàn, mọi lậu hoặc được tiêu. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Sa đà cha gạch sa đà cha gạch ra ma na năng á a hồ ra ta nu sít khi năng nếp bà năng a thi mút ta năng a thăng ga chan ti a sa hoa sa đà cha ga ra ma na năng a hồ ra ta nu sít khi năng nếp bà năng a thi mút ta năng a thăng ga chan ti a sa hoa. Niệm niệm tỉnh giác ngày đêm, kỷ cương tự chế, tinh chuyên pháp hành, tâm chân hướng cõi vô sanh, bao nhiêu lậu hoặc căn tành còn đâu. Và đây là bản phổ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức, nhục bình kính cảm ơn đạo tràng. Và con có đọc sai, ngài chỉ dạy cho con. Dạ giờ con không có chút máy nên con không có tự tin lắm. Dạ kính mời đạo tràng, vị nào chưa đọc thì kính mời bàn tay. À có Thi Lâm nữa, Thi Lâm có đọc bài không thì đưa bàn tay lên. Còn vị nào trong đạo tràng chưa đọc bài cũng xin mời đằng tay. Đây à, dạ nãy giờ Nhật Quỳnh không có trước máy nên không biết vị nào trả bài rồi, vị nào trả chưa trả bài à. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ ha. Kính lễ Đại Đức Pháp Trang và đến Bậc Pháp Hội. Sa thú, quý vị đọc như vậy là thành công. Nhưng mà chú ý một chút ha. Chúng ta đọc một lần hai câu cho nó liên lạc với nhau và nó có ý nghĩa. Còn nếu quý vị đọc từng câu một thì chúng ta nghe nó rời rạc, không bổ sung ý nghĩa với nhau. Dù là giọng kinh hay là giọng kệ thì chúng ta cũng cố gắng, không phải chúng ta đọc một hơi dài như vậy là chúng ta hay, chúng ta giỏi. Nhưng mà chúng ta làm sao mà đọc cho nó liền lạc với nhau một lần hai câu. Và quý vị chú ý dừng lại chỗ chữ năng, nghĩ đó, chúng ta thở ra rồi khi nó lấy bình tĩnh đọc hai câu sau, chứ đừng có đọc từng câu một, hoặc đừng có đọc cái kiểu mà nối dài, nối dài tức là chúng ta đọc liền một hơi nhưng mà bị đứt hơi thì chúng ta dừng lại nơi trường âm, cái đó cũng tốt. Nhưng mà hãy cố gắng đọc một lần hai câu đi, và nếu mà đọc như vậy thì quý vị cảm thấy tự tin hơn và nghe nó hay hơn. Dầu là kinh hay là kệ, chúng ta không nên đọc từng câu một. Đọc từng câu một á thì chúng ta nghe rõ ràng, nhưng mà đó là cái cách mà chúng ta đọc để đánh vần. Còn mà đọc liền lạc nhau một lần hai câu thì bổ sung ý nghĩa cho nhau và nghe nó có ý nghĩa hơn ha. Cố gắng đi quý vị, thừa sức làm chuyện đó. Rồi bây giờ chúng tôi ôn lại và kinh thì tới kệ ha. Sa đà cha ga ra ma na năng a hồ rắp ta nu sít khi năng nếp bà năng a thi mút ta năng a thăng ga chăn ti a sa hòa. Đó là cái đọc thứ nhất. Cái đọc thứ hai: Sa đà cha ga ra ma na năng a hồ rắp ta nu sít khi năng
Nếp bà nàng á thi mút tà nàng á thằng gá chành thi à sáu hòa. Cách đọc thứ hai thì quý vị thấy nó dễ hơn ha. Và trong cái lối kệ chúng ta cũng đọc hai câu như vậy. Nó bổ sung ý nghĩa, tức là khi lên khi xuống có âm điệu. Và cái dòng kệ thì dễ đọc hơn dòng kinh. Sada cha ga ra ma na nang a ho ra ta nu sinh ki nang ne ba nang thi mô ta nang a thang ga chan thi a sa wa Sada cha ga ra ma na nang a ho ra ta nu ki nang ne ba nang a thi mô ta nâng a thăng ga chăn ti a sa wa sa da cha ga ra ma na nâng a hô ra ta nu sinh ki nâng ne ba nâng a thi mô ta nâng a thăng ga chăn ti a sa wa Những người thường giác tỉnh ngày đêm siêng tu học, chuyên tâm hướng niết bàn, mọi lậu hoặc được tiêu. Rồi, xin mời bàn tay của quý vị. Nam mô Bụt Tha giá dạ lần một lần nữa con thành kính đại chư tôn đức nhiều lần kính chào đạo tràng. Dạ con không thấy bàn tay ai nên con xin phép được lên đọc lại và kể ạ. Nguyên Như có nghe được không? Nguyên Như cầm mic được không? Dạ kính mời bàn tay quý vị ạ. Sa đà cha ga ra ma na nang a hồ ra ta nu sit khi nang Nip ba nang atimutta nang athang gacchanti asawa Sada cha garamana nang ahorata Nusit khi nang Nip ba nang atimutta nang athang gacchanti asawa Những người thường giác tỉnh ngày đêm xuyên tu học chuyên tâm hướng niết bàn mọi lậu hoặc được tiêu. Dạ cảm ơn Nguyên Như. Dạ, con xin được kể ạ. Sa đa cha ga ra ma na nang a ho ra ta nu sit khi nang nip ma nang a thi mu ta nang a thang ga chan di a sa va Sa đa cha ga ra ma na nang a ho ra ta nu sit khi nang nip ma nang a thi mu ta nang a thang ga chan ti a sa va Sa đa cha ga ra ma na nang a ho ra ta nu sit khi nang nip ma nang a thi mu ta nang a thang ga chan ti a sa va Niệm niệm tỉnh giác ngày đêm kỳ cương tự chế tinh chuyên pháp hành tâm chân hức cõi vô sanh bao nhiêu lậu hoặc đang tành còn đâu. Dạ đây là bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Dạ bây giờ con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức nhiều bình cảm ơn đạo tràng. Dạ kính mời bàn tay Nguyên Như, bàn tay Dung Nguyễn, niệm từ Phúc Việt Nguyên Nhân, chị Mít Ta. Dạ kính mời đạo tràng ạ. Dạ rồi mời Nguyên Như nha. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh ạ. Dạ con xin đọc lại giống cái cách mà ngài dạy là cứ hai câu một cặp. Sa đà cha gá rá ma na nằng á hồ rách tà nú xích khí nằng Níp bà nằng á thí mút tà nằng ách thằng gách chành tí à xá hòa
sa đà cha ga ra ma na nằng a hồ rắc tà nú xích khí nằng níp bà nằng a thí mút tà nằng ách thằng gách chầm tí à sa hòa sa đà cha ga ra ma na nằng a hồ rắc tà nú xích khí nằng níp bà nằng a thí mút tà nằng ách thằng gách chầm tí à xá hòa. Sa đà cha ga ra ma na nang a hô ra ta nu sít khi nang nịp ba nang an thì mút ta nang an thang gat chan ti a sa wa sa đà cha ga ra ma na nang a hô ra ta nu sít khi nang nịp ba nang an thi mút ta nang an thang ga chan ti a sa wa sa da cha ga ra ma na nang a ho ra ta nu sit khi nang ni ba nang an thi mút ta nang an thang ga chan ti a sa wa. Dạ con xin dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Dung Nguyễn ơi, Dung Nguyễn cầm mic trở lại coi đạo tràng không có nghe được âm thanh của Dung Nguyễn. Rồi, chạy ra nữa rồi. Dạ, kính mời. Nam mô Bụt Thầy nha. Dạ con cũng thỉnh ngài Tri Đức trở lại đạo tràng ạ. Đạo tràng hôm nay không có ai xung phong cải hết bạch chứ. Dạ con cũng thỉnh ngài trở lại đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy nha. Dung Nguyễn đưa tay cầm mic không có được cài hoài.
Rồi bây giờ Ngọc thử rồi cầm bích lại cái nhan Du Nguyệt. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Thăng Ma Giá, Nam Mô Thăng Sa Giá. Dạ con kính định lời ân đức ba ngôi Tam Bảo, ân đức Pháp, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, tại hồi nãy con không có thấy nghe cái âm thanh gì nữa hết, cho nên con ra xong rồi con vô lại. Do đó là con bị mất hết bài. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho con biết tín hiệu ạ. Dạ con xin phép kệ câu pháp cú 226 ạ. Sa ra cha ga ra ma ma nang a ho ra ta nu si ku hi nang ni ba nang a ti mu ta nang A thang ya chang ti a sa wang sa da ga cha ya man man namang a ho ra ta nu si ki nang nip ba nang a ti mu ta nang A thang ya ti a sa wang sa da cha ga ra ma na mang a ho ra ta nu si ki nang nip ba nang a ti mu ta nang a tha cha ti a sa hoa. Những người thường tỉnh giác ngày đêm siêng tu học chuyên tâm hướng niết bàn, mọi lậu hoặc được tiêu. Và bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã kể xong rồi ạ. Con xin dâng mic đến cho đạo tràng ạ. Con dạ con xin phép được xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ con cũng thỉnh ngài Trí Đức trở lại đạo tràng ạ. Con không còn thấy cái bàn tay của vị nào nữa ạ. Dạ Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ ngài Đức, ngài Trí Đức có nghe được âm thanh con không? Cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ con kính nhân mít đến ngài ạ. Alo 123 123. Quý vị nghe rõ ha? Quý vị có được những cái giọng kệ hay như vậy nhưng mà tại sao giấu nghề hả? Đọc giọng kinh cũng hay nè, phân tích cũng hay nè, hôm nay coi như là không chịu lên kệ. Xích Thế Lâm kệ cũng hay nè, rồi cô tu nữ Tuệ Duyên hôm nay sao kỳ quá ha. Nhiều vị kệ rất là hay nhưng mà sao hôm nay núp lùm không sao. Cái này trong cái tinh thần giác của Phật ha, thì quý vị tự nguyện thôi chứ không có bắt buộc. Nếu mà đổi thì tha không sao hết á. Rồi sư cô biển bận là biết rồi, bảo ngoài trời bảo trong lòng mà. Cơn bão vừa qua thì ở miền Trung, nhất là Bình Định á, thì rất là nặng bởi những cái hoàn cảnh bên ngoài làm cho chúng ta cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng mà đến với cái luồng
đó là một tin chúng tôi rất là hoan nghênh ha. Sa thu sư phụ biển. Rồi bây giờ chúng tôi xin ôn lại rồi đi vào duyên sự. Tại sao có câu Phật ngôn 226? Sa đà cha ga ra ma na nang a hồ ra ta nu si khin ni pa nang a ti mu ta nang a thang ga chan ti a sa wa sa đà cha ga ra ma na nang a hồ ra ta nu si khin ni pa nang a ti mu ta nang a thang ga chan ti a sa wa. Những người thường giác tỉnh ngày đêm siêng tu học chuyên tâm hướng niết bàn mà lậu hoặc được tiêu. Đọc nhớ dở để cho quý vị coi như quan ý thấy mình đọc hay hơn thì cứ đưa tay. Hôm nay sao quý vị coi như trên cái tinh thần tham gia thì cái giọng kinh nhiều hơn giọng kệ ha. Mấy hôm trước ấy giọng kệ nhiều khi còn nhiều hơn giọng kinh nữa. Kệ thì dễ đọc, mà kệ thì không cần phải sửa, kệ làm sao cũng được hết á. Nếu mà quý vị an trú trong ý nghĩa của câu Phật ngôn 226, những người thường giác tỉnh ngày đêm siêng tu học chuyên tâm hướng nước bàn mọi lậu hoặc được tiêu. Với những ý nghĩa đó, quý vị an trú vào đó, hướng tâm về nó, đó là một sự thành công. Cho nên trong câu kinh tiếng kệ, cái điều quan trọng chúng ta hiểu được ý nghĩa. Rồi, câu Phật ngôn 226 được Đức Phật thuyết ra khi Ngài ngủ tại núi Linh Thứu Vujjaputta. Và tại đây, Đức Phật đã đề cập đến cô tỳ nữ Punna. Tức là cô tỳ nữ này là của một cái vị trưởng giả ở trong thành Rajagaha, thành Vương Xá. Một hôm mà ông chủ giao cho cô Punna này là một số lúa rất là nhiều. Cô ta phải giả lúa đến tối mịt, rồi cô phải đốt đèn lên làm mệt mỏi, nghỉ xả hơi. Và cô bước chân ra bên ngoài để hóng gió cho mát. Người của cô mình mẩy đầm đìa mồ hôi. Và thời kỳ đó Ngài Dabba Manlaputta là người có phần sự sắp xếp chỗ ở cho chư tăng. Và Ngài Dabba Manlaputta này là một cái vị sa di chỉ có 7 tuổi, nhưng mà vị sa di này chứng đắc thánh quả A La Hán, có thần thông, và khả năng của Ngài là phụng sự cho chư tăng, lo sắp xếp chỗ cư ngụ của chư tăng. Sau khi mà nghe dứt thời pháp của Đức Thế Tôn thì Ngài Dabba Manlaputta này nhập vào quả giới, rồi triển khai thần thông. Ngón tay trỏ của Ngài sáng rực lên giống như một ngọn đuốc cháy sáng như vậy. Ngài dùng cái ngón tay trỏ đó dẫn đường đưa chư tăng về nơi cư ngụ. Và nhờ cái ánh sáng từ ngón tay trỏ của Ngài, cô Punna trông thấy chư tăng đi trên núi. Cô mới nghĩ rằng như ta đây là bổn phận nô tỳ, vì hoàn cảnh khổ cho nên mãi đến bây giờ mà chưa được ngủ. Còn mấy ngài đại đức tại sao cũng chưa đi ngủ? Rồi nàng kết luận rằng ở trên đó chắc có vị tỳ kheo nào bị bệnh hoặc là bị rắn rít gì nó cắn, cho nên thấy đi tới đi lui xôn xao. Với sự lầm tưởng như vậy, sáng hôm sau cô Punna này lấy cám nhồi với nước làm thành một cái loại bánh cám nướng ở trên lửa than. Khi mà bánh này nó chín thì cô mới định ăn sáng, nhưng mà vì còn múc nước ở ngoài bến cho nên cô ta mang theo đem ra ngoài bến để ăn. Và khi Đức Phật ngự vào trong thành khất thực thì Ngài gặp cô Punna đang đi ra. Nhìn thấy Đức Phật nghĩ thầm rằng
trong mấy người khác khi gặp Ngài thì không có vật gì để bác. Khi mà có vật để bác lại không gặp Ngài. Hôm nay ta có vật thực để bác lại vừa gặp Ngài. Nếu mà Ngài đừng có khen chê vật thực dở hay ngon, ta sẽ yêu cầu Ngài xin Ngài quan hỷ thọ lãnh con dâng cái bánh cám này đến cho Ngài. Rồi để vào nước xuống một bên, cô Puna này đánh lễ Đức Phật và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hoan hỷ thọ lãnh cái vật thí thu kẹt này, rồi ban phước tế độ cho con. Đức Phật đưa mắt nhìn Ngài Ananda. Ngài Ananda liền rút cái bát mà Tứ Đại Thiên Vương đã dâng trao đến Đức Thế Tôn. Ngài đưa bát ra thọ lãnh cái bánh cám đó. Sau khi đặt cái bánh vào bát của Đức Phật, cô Puna là đến lễ với năm bóp gieo mình xuống đất, ngũ thể đầu địa, và nguyện rằng: Bạch Ngài, mong sao con chứng đạt được cái pháp mà Ngài đã chứng ngộ. Đức Phật phúc chúc rằng: Ê chị Tăng, Bạch chị Tăng Tôn Hân, cái phẩm mê quát xâm bích tu, người nguyện như thế nào thì sẽ thành tựu như thế đó. Rồi Ngài, và khi đó thì cái nàng tỳ nữ Puna này mới nghĩ thầm: Và kiều Đức Phật Ngài đã thọ lãnh cái bánh và ban phước cho ta, nhưng mà chắc là Ngài sẽ không dùng cái bánh đó đâu. Thế nào rồi Ngài cũng đi đến chỗ vắng, rồi sẽ ném bỏ cái bánh đó cho quạ, cho chó nó ăn. Rồi Ngài gửi đến các cái dinh của quan đại thần nào đó để được cơm ngon, quý, thường vị. Và với tha tâm thông của Đức Phật, Ngài biết rõ ý nghĩ của Puna. Ngài đưa mắt nhìn Đại Đức Ananda, tỏ ý muốn ngồi xuống. Và Ngài Ananda xếp y lót làm tọa của vụ dâng lên Đức Thế Tôn. Đức Phật ngồi ngay nơi cổng thành thọ thực. Chư thiên khắp cõi Sa Bà ép lấy những cái dưỡng tố của cõi trời, giống như người ép mật ong, rồi trộn vào trong cái bánh cám cúng dường lên Đức Thế Tôn. Còn nàng Puna thì ngẩn ngơ đứng nhìn Đức Phật thọ thực. Mà Đức Phật dùng xong, Ngài Ananda dâng nước đến, rồi Ngài mới gọi Puna để mà hỏi rằng: Này Puna, vì sao mà cô lại chỉ trích các vị thinh văn đệ tử của Như Lai? Bạch Đức Thế Tôn, con đâu dám chỉ trích các ngài đâu. Ồ, thế thì đêm qua cô đã nghĩ gì khi thấy các thinh văn đệ tử của Như Lai ở trên núi? Bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ rằng bản thân của con vì hoàn cảnh nghèo khổ, làm nô tỳ, làm việc quân quật, giờ này mà chưa đi ngủ được. Còn các ngài đại đức vì sao mà chưa đi ngủ? Chắc vị nào bị bệnh hay là bị tai hại do loài bò sát, rắn độc gì cắn hay chăng? Này Puna, nàng vì hoàn cảnh không ngủ được, còn mà thinh văn đệ tử của Như Lai sẽ dĩ cũng không ngủ được, là vì phải tinh tấn giác tỉnh luôn luôn. Rồi Đức Phật Ngài thuyết lên câu Phật ngôn 226. Câu Phật ngôn 226: Chada cha garama na nang aho ratta nusik ki nang nip ban atimutta nang athang gacchan ti asawa. Những người thường giác tỉnh, ngày đêm siêng tu học, chuyên tâm hướng niết bàn, mọi lậu hoặc được tiêu. Và khi mà thuyết lên câu Phật ngôn này, thì cô tỳ nữ Puna chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn ngay tại cái chỗ đứng đó, và những người nghe đều hưởng được sự lợi ích. Rồi sau khi dùng cái bánh cám nướng trên lửa hồng xong, đưa về tỉnh xã, các vị tỳ khưu mới ngồi lại tại giảng đường thảo luận với nhau: Này chư đạo hữu,
Khó thay là việc làm của Đức Chánh Biến Tri. Ngài đã đổ xong bữa ngọ với cái bánh cám nướng của nàng tỳ nữ Puna dâng cúng. Đức Phật mới đến nơi giảng đường đó và hỏi: Này các vị thưa, hôm nay các thầy bàn luận về vấn đề gì? Bạch Đức Thế Tôn: Câu chuyện về cái bánh cám nướng. Khi nghe xong, Đức Phật dạy rằng: Này các vị kheo, không phải chỉ hiện nay thôi, xưa kia Như Lai cũng đã thọ thực bằng cái bánh cám của nàng này, dân cũng như thế đó. Rồi Đức Phật Ngài cho biết trong bổn sanh Kundasintha Vapotaka, câu chuyện trong quá khứ cũng giống hệt như câu chuyện này vì cái bánh cám. Thì duyên sự câu Phật con 226 này cho chúng ta thấy bàn thiền đêm vắng rọi đồi cao, tăng chúng giờ khuya vẫn thức tha, khiến gái Puna lòng thắc mắc, có khi rắn cắn vị sư nào. Người tu tinh tấn mãi hành thiền, hay dám chờ đêm để ngủ yên. Giác ngộ lý này cô tớ gái tự nhiên nhập lưu, xuống độ giống thiền căn, bánh thô cám nướng Phật ưng ăn. Đời nay chiếu lại phim luồng cũ, nào có chi mà gọi khó khăn. Câu Phật ngôn 226 chúng tôi cũng đã trình bày xong. Và thời gian còn lại 7 phút, quý vị có thắc mắc cái gì hoặc là muốn thảo luận về câu Phật ngôn này, xin mời ý kiến của quý vị ha. Nam mô Bụt Tha Giá và Sa Thú Sa Thú. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức Từ Bi giảng dự câu pháp của kinh số 226. Và kính bạch ngài, hôm nay đạo tràng chắc trời lạnh, nó không biết bên ngài đâu có lạnh không. Bên con nó lạnh quá, lạnh phát run hết rồi. Thành ra chắc ai cũng ngồi run hết rồi, không ai cầm hết bạch ngài. Hãy con thấy là Đức Pháp Trang thì chạy ra chạy vào suốt, có lẽ là sư không nghe được rồi, nên là giờ con cũng không dám thỉnh sư. Còn có trợ duyên thì không cầm bích được. Dạ chắc bữa nay mình đóng cửa nghỉ sớm đi bạch ngài. Dạ không ai cầm bích hết, đóng cửa nghỉ sớm đi. Dạ ngài thấy sao ngài? Đóng cửa nghỉ sớm đi. Chú khá hôm nay có duyên vô đạo tràng ngồi được lâu lâu mà không có chịu, lên cầm mít cậy đi xuống cá. Cá cậy cũng hay lắm chứ bộ. Không chịu cầm mít cậy còn tặng hoa nữa. Dạ cầm mít không, Nhật Quỳnh mà buông mít ra nè cậy nè. Còn mấy Nhật Quỳnh thỉnh ngày, đóng rùm nghỉ sớm, đóng cửa ngủ sớm một bữa đi. Alo alo, đạo tràng thấy làm sao? Nó cần đóng cửa ngủ sớm không? Không, không cậy được hả? Ha là không cầm mít được. Hả? Không cậy được hay không cầm bích được. Chứ hôm trước ấy, cái gì mà giả, ai biết giả là cái gì trời. Dạ, không biết đây đã không cầm bích được phải không? Dạ. Dạ con thấy là ai cũng run rét hết rồi. Còn 4 phút nữa hả? 4 phút nữa dư sức đọc phố biển. Dư sức đọc, dư sức kể. Nha.
có định chứ không, biết mà tội nghiệp chú khá đó. Nên là bạch ngài, vì giờ đóng cửa ngủ sớm đi bạch ngài. Dạ, con thấy bàn tay của ai, con thấy bàn tay của ai đưa lên bỏ xuống rồi. Dạ mời bàn tay đưa lên nha, hồi nãy Hiệu Quỳnh chưa kịp thấy, dạ mời đạo tràng à. Dạ của con á cô. Dạ còn có 3 phút nữa rồi. Tính con nhận qua cái câu kệ này, con hỏi ngài một câu, nhưng mà còn có 3 phút nữa rồi, nên thâu cho con đọc bài. Chỉ có 3 phút nữa mà thỉnh sớm dậy cô. Sa đà cha gá ra ma na năng a hồ rát ta nú xít khi năng níp bà năng á thi mút ta năng á thăng gắt chăn tí à xá hòa xá đà chà gá rá mà nà năng á hồ rát ta nú xít khi năng níp bà năng á thi mút ta năng át thằng gắt chân tí à sa hòa sa đà cha gá ra mà nà năng á hồ rát tà nú xích khi năng níp bà năng á thi mốt tà năng át thằng gắt chân tí à sa hòa. Những người thường giác tỉnh ngày đêm siêng tu học, chuyên tâm hướng niết bàn, mọi lậu hoặc được tiêu. Dạ con trả bài xong rồi trong xuống thưa cô. Dạ kính chào Quỳnh Kinh, người vào đạo tràng. Dạ Quỳnh Kinh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Alo alo, nghe được không phải không? Vậy giờ mời Quỳnh Kinh đọc và kể bài pháp cú kinh số 26 nha, 226 nha. Thầy dạy Di Diệu Pháp cho học Bali nữa, thì mời thầy lên. Dạ còn có 2 phút rồi. Dạ rồi, kính mời Quỳnh Kinh nha, để hết giờ. Rồi xong hết giờ luôn, đúng rồi, thầy vô đóng lớp đúng rồi. Dạ Nam Mô Bích Thai giá. Dạ đồng hồ con là vừa phải lẽ, con cung thỉnh ngài Chí Đức kết thúc buổi học ngày hôm nay à. Nam Mô Bích Thai giá. Và thôi vào bàn tay Quỳnh Kinh. Dạ Nam Mô Bích Thai giá. Nam Mô Tham Ma giá. Nam Mô Sinh Hạ giá. Dạ kính lễ chư Tôn Đức, kính chào tất cả quý vị. À, tính hỏi lại là không biết cái giờ lại nó đổi giờ tùm lum, là không biết giờ cái room này mình vô làm sao đây, ngày mai học mấy giờ không biết này. À, cô Nhật Quỳnh cho biết lại cho nó hơi lộn xộn nữa. Rồi xin mời cô Nhật Quỳnh. Dạ giờ Việt Nam không có đổi, thành ra Quỳnh canh giờ ở bên Quỳnh coi như thế nào. Việt Nam thì không đổi giờ, nước ngoài đổi giờ, thí dụ như ở chỗ Nhật Quỳnh á thì bây giờ đổi giờ, tức là dạ Quỳnh tính theo giờ của Quỳnh rồi Quỳnh ấy thôi.
Giờ Việt Nam là không có thay đổi gì hết. Dạ, cũng 4:30 là tụng kinh xong rồi là tới giờ Quỳnh dạy thôi. Dạ, chứ còn không có đổi. Thành ra Nhật Quỳnh không biết ở bên Quỳnh là như thế nào. Còn bên Nhật Quỳnh là 4:30 là bên Nhật Quỳnh mới 3:30 thôi là đã vô học rồi. Nên lúc này Nhật Quỳnh rất là mệt mỏi. Dạ, chưa kịp nghỉ ngơi gì hết là đã tới giờ rồi. Dạ, rất là đuối. Dạ rồi, như vậy là xong nha. Con cũng thỉnh ngài Trí Đức trở lại đạo tràng à. 4:30 học Nguyên Như ơi. Vừa tụng kinh xong là học như bữa nay đó. Nguyên Như vô tụng kinh rồi là hết tụng kinh là học là huynh kinh đã dạy rồi. Dạ con cũng thỉnh ngài Trí Đức trở lại đạo tràng, con kính dân mít đến ngài à. Dạ đâu có gì đâu mà gì vậy huynh, thì cái room bình thường là 4:30 là tụng kinh xong là huynh dạy thôi chứ có gì đâu phải chưa. Đó, Nguyên Như bữa nay tụng kinh xong là 4:30 rồi, 4:30 là bắt đầu học ghi diệu pháp rồi, đâu có gì sai đâu. Dạ cũng y bình thường, coi như là Việt Nam thì y bình thường, còn mỗi cái một cái tiểu bang đổi giờ thì Ngọc Quỳnh không hề biết. Coi như của Hilton này thì đổi giờ thì coi như là đi sớm hơn Việt Nam 1 tiếng, tức là cách Việt Nam 13 tiếng. Hồi trước thì cách 12 tiếng, bây giờ cách 13 tiếng, mùa đông cách 13 tiếng. Nhật Quỳnh có biết nổi cái chỗ Hilton này thôi, còn những chỗ khác Nhật Quỳnh không có biết nha. Nên quý vị canh giờ Việt Nam thôi, chứ còn đừng hỏi Nhật Quỳnh, Nhật Quỳnh bỏ tay. Và một lần nữa con cũng thỉnh ngài Trí Đức trở lại đạo tràng để kết thúc buổi học ngày hôm nay bạch ngài. Con kính dân quýt đến ngài ạ. À, chắc ngài bận việc rồi. Dạ, Đại Đức Pháp Trang có nghe được âm thanh con không sư? Hiếu có nghe được âm thanh con, sư cho con xin một tín hiệu ạ. Xong luôn quý vị. Thôi giờ mình tự biên tự diễn nha quý vị nha. Quý ngài không có thì mình tự biên tự diễn. Chịu không Nguyên Như? Chịu không đào tràng? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Chịu. Nhật Quỳnh đuối lắm rồi. Dạ Nhật Quỳnh bây giờ thì đuối. Tôi chịu không nổi luôn rồi đó. Dạ. Nam Mô Bích Tha dạ. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ dân và phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay. Do học pháp, khính pháp, kệ kinh, đánh giá chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Cưu Tam Mắt tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa, chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, nhất là xung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Phước Quang, chùa Viên Giác, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức, pháp thể kinh năng, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm duyên thành. Và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con, phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng, chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin hãy hoan hỷ thời dụng đồng niệm nhau cả thảy. Y đăng quân nhân đi ba nát sắp bát cho dương hồ túc. Y đăng quân nhân đi ba nát sắp bát cho dương hồ túc. Y đăng quân nhân đi ba nát sắp bát cho dương hồ túc. Một lần nữa, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với ngài. Cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô, tu nữ,
Quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng kính pháp, kể kinh hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc cư tăng thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành Rome Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quang lâm vào Rome theo giờ thường lệ là 3:30 sáng và giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ Rome có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu, cầu mong quý ngài từ bi hoan hỷ hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho Rome Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bích Tha giá. Con kính chúc quý ngài Nhật Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Kha giá. Dạ, con xin phép được khép cửa rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt đạo tràng. Dạ, con nay con đuối lắm rồi. Con không thể để bài kể kinh nổi nữa. Dạ, con xin được đóng rung ạ.